Hello mọi người. Hello mọi người. Chào mừng mọi người đến với Bệ Tây nha. Hôm nay đã uh, kết thúc cái uh, event hết thời hạn thì event diễn ra. Bây giờ hôm nay mình sẽ công bố cái kết quả event xem ai sẽ là người trúng giải của cái event số 8 này nha. Event số 8 này tổng giải thưởng gồm tới 9 con ta nha. Đó. Thì uh, event này khá là ít bạn tham gia, chắc uh, cơ hội trúng khá là hấp đấy. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ random không dài dòng nữa. Rồi thì event đã yêu cầu các bạn là comment một con số ngẫu nhiên từ 300 cho đến là 399 trong cái khoảng đó. Rồi bây giờ mình sẽ tìm coi ai sẽ là người trúng giải. Ờ uh, event này chỉ có quay đúng một lần thôi nha. Đó, đúng một lần thôi. Đấy, nếu mà giải này mà không có ai trúng nữa thì sẽ tiếp tục lên event tiếp theo. Rồi, bắt đầu quay. 394

xong nha đó ở trong đây có một bạn tham gia bị lỗi nè mình yêu cầu là thăng và số 8 nhưng mà dấu thăng rồi số 8 của mình thì bạn bỏ ở đâu rồi mình cũng không biết luôn <laughs> như thế này là không có được tính đâu nha nếu mà chúng là không có được tính đâu nha là mười phải làm cho đúng cái thể lệ event giúp mình đó rồi cảm ơn mọi người đã tham gia cái event này hẹn mọi người ở cái event số 9 nha event số 9 sẽ tiếp tục cộng thêm cá vào đó Đấy, event số 9 sẽ tiếp tục mình sẽ cộng thêm cá vô cho mười chơi chúng một phát là nhận một thùng cá luôn rồi, chào mọi người, hẹn gặp lại ở cái event tiếp theo nha. Bye bye, nhớ subscribe kênh của mình để mà theo dõi event tiếp theo. Chào mọi người, chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye.